Mở đầu phần tin trong nước và quốc tế tối nay là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19. Chính phủ mua thêm gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Bộ Tài chính nên nghiên cứu bổ sung giải pháp miễn giảm tiền thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 15 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện nghị quyết số 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được gần một tháng. Một số địa phương áp dụng các quy định ở mức cao hơn chỉ thị 16, có địa phương sáng tạo linh hoạt trong tổ chức điều hành thêm một số biện pháp thiết thực, hiệu quả sát với tình hình. Do đó, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể công tác phòng chống dịch COVID-19 chưa đạt được mục tiêu đề ra. Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp này nhằm đánh giá lại những việc thực hiện chỉ thị 16 tại các địa phương để đánh giá về những gì đã làm được, những gì chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó bổ sung những giải pháp biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao hơn. Tại cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra mục tiêu biện pháp lộ trình cụ thể. Đồng thời nêu những mô hình phòng chống dịch hiệu quả, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp, giải pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 90 về mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép áp dụng hình thức chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại Điều 26 luật đấu thầu để mua thêm gần 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19. BNT162 của Pfizer. Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức việc mua số lượng vaccine này của Pfizer để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine. Trong tháng 6, Chính phủ đồng ý chủ trương mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca theo hình thức chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt của luật đấu thầu. Đây là số vaccine Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đã nhập trước đó. Số vaccine này sau đó được Chính phủ mua lại từ Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Thưa quý vị khán giả, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã rất quyết tâm trong việc triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng nhiều giải pháp vẫn chưa thật sự hiệu quả như kỳ vọng. Họ vẫn mong mỏi có thêm sự điều chỉnh cho phù hợp hơn. Là một trong những lĩnh vực xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, nhưng khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, nhiều nhà máy thuộc ngành dệt may tại các vùng trọng điểm kinh tế đã phải dừng hoạt động. Những áp lực này diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới đang có xu hướng phục hồi, những đơn hàng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, số lượng lao động trong ngành được tiêm vaccine mới chỉ đạt con số khoảng 1%. Kể cả bên cạnh những cái lực lượng tuyến đầu, thì những cái doanh nghiệp đã nằm trong vùng xanh nữa cũng phải được tiêm, bởi vì nếu không thì người ta cũng sẽ từ vùng xanh để chuyển sang vùng đỏ để chúng ta duy trì cái sản xuất tiếp tục có thể phát triển được. Để có thể duy trì sản xuất, giải pháp tiêm vaccine là một trong những đề xuất từ lâu của nhiều doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc làm sao để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cho sản xuất cũng như được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, việc triển khai sản xuất 3 tại chỗ, 1 cùng. Bên cạnh đó, việc làm sao để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng cho sản xuất cũng được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng. Cho doanh nghiệp tự chủ động đưa ra cái phương pháp tổ chức sản xuất an toàn và đăng ký với lại chính quyền sở tại thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn mà không nên áp dụng cứng nhắc 1-2 phương án. Áp dụng 3 tại chỗ ở 2 điểm đến thì tôi nghĩ là cái việc này thì cũng căn cứ vào tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp mà quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ thì có thể áp dụng được. Nhưng với doanh nghiệp mà quy mô vừa mà khoảng từ 1.000 cho đến trên 10.000 cán bộ công nhân lao động thì rất khó để áp dụng cái quy mô như vậy, 3 tại chỗ, nó tăng cái chi phí của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều ý kiến doanh nghiệp cũng cho rằng các giải pháp về tài chính theo nghị quyết 68 của Chính phủ đã mang lại nhiều động lực cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng cần vào cuộc nhiều hơn nữa trong việc cắt giảm các điều kiện cũng như hạ lãi suất cho vay để giảm bớt những khó khăn cho các doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài như hiện nay, phần lớn người làm công ăn lương đều bị ảnh hưởng thu nhập.
Trong điều kiện bình thường, lực lượng này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước, nên khi nhóm đối tượng này gặp khó khăn vì sụt giảm thu nhập, họ cũng cần được hỗ trợ. Nếu có chính sách giảm thuế, góp phần tạo ra sức mua để tạo sức bật cho nền kinh tế sau khi hết dịch. Vì vậy, Bộ Tài chính nên nghiên cứu bổ sung giải pháp miễn giảm tiền thuế thu nhập cá nhân và đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hỗ trợ động viên kịp thời với người làm công ăn lương. Theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về mô hình phù hợp với thực tế, nhưng cần có thêm hướng dẫn của ngành y tế về xét nghiệm xử lý khi có ca nhiễm F0. Đáng chú ý, với mô hình này, người lao động có thể được về nhà nhưng phải cam kết thực hiện nghiêm 5K, chỉ được di chuyển theo tuyến cố định. Bộ Công Thương cho rằng Bộ Y tế cần có hướng dẫn các địa phương xây dựng các kịch bản, lộ trình phục hồi sản xuất tương ứng với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh để các doanh nghiệp có kế hoạch chủ động sản xuất. Trường hợp có F0 và F1, cơ quan y tế địa phương cần phối hợp với doanh nghiệp để tách ca nhiễm ra khỏi môi trường làm việc, giúp sớm ổn định lại sản xuất và đảm bảo an toàn cho công nhân khác. Cần đưa công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine, nhất là doanh nghiệp ngành điện tử, dệt may, da giày, ô tô, thép, chế biến nông sản, thực phẩm. Trong tháng 7, lần đầu tiên thị trường đất nền Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận như không có giao dịch mua bán do việc giãn cách xã hội. Không chỉ sụt giảm thanh khoản ở phân khúc đất nền, phân lô mà các phân khúc khác như căn hộ, nhà phố, biệt thự đều gặp nhiều khó khăn. Mãi lực kém trong tháng 7 vừa qua, một số ít các nhà đầu tư nếu sử dụng vốn vay vì bị áp lực tài chính đến hạn phải trả, trong khi các khoản thu nhập bị ảnh hưởng do từng hoạt động kinh doanh buôn bán, cho thuê nên phải giao bán giảm giá để thoát hàng. Năm học mới sắp bắt đầu, thế nhưng tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang được trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều này đang làm ảnh hưởng tới kế hoạch thực hiện năm học mới của thành phố. Sắp bước vào năm học mới, nhưng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10 vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ngoài ngôi trường này, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hiện cũng đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, điểm tiêm chủng, điểm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, tại một số nơi, công tác tuyển sinh đầu cấp vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện nay tuyển sinh trực tuyến thì cơ bản xong, nhưng mà mặt mũi học sinh cũng chưa thấy, chưa có biết giáo viên chủ nhiệm sao. Rồi cái số liệu học sinh mà nó rời, nó không học ở thành phố như thế nào. Khu cách ly hổm là lấy mầm non. Mầm non bây giờ chuyển qua tiểu học trong cơ sở kể như là gần hết rồi. Trước tình hình trên, đã có nhiều đề xuất của các chuyên gia về việc tự trường nhập học trực tuyến trong tình thế cấp bách để đảm bảo chương trình cũng như tiến độ năm học. Ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhưng không vì thế mà lùi thời gian năm học. Chúng ta làm sao để tổ chức một năm học mà nó đảm bảo được an toàn và cái dung lượng kiến thức của học sinh đó cơ bản được đáp ứng, thì chỉ còn có một cách là dạy học trực tuyến. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch năm học 2021-2022, trong đó dự kiến khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, chậm hơn 2 tuần so với khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và để áp dụng kịch bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng sẽ cân nhắc điều chỉnh sao cho hợp lý với từng bậc học, khối lớp. Phần tin quốc tế với những nội dung chính sau: các nước tiếp tục siết chặt kiểm soát đại dịch COVID-19, Taliban áp sát thủ đô Afghanistan, gia tăng số trẻ em nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ. Tính đến sáng nay 15 tháng 8, thế giới đã ghi nhận hơn 207,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số người tử vong đã vượt mốc 4,3 triệu. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong khi đó nhiều quốc gia khác tiếp tục siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Tại châu Mỹ, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Theo đó, cứ 100.000 người dân thì có tới 598 người tử vong vì COVID-19. Mỹ hôm qua ghi nhận số trẻ em nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục với 1.900 ca trong bối cảnh các bệnh viện ở khu vực miền Nam của quốc gia này đang phải gồng mình chống lại đợt bùng phát mới do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng. Các nước châu Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng chục nghìn ca nhiễm mới trong ngày. Cụ thể, Nhật Bản trong 24 giờ qua có thêm hơn 20.000 ca mắc COVID-19, gây áp lực lên chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn đang được áp dụng ở Tokyo, Osaka và một số tỉnh khác. Malaysia cũng ghi nhận hơn 20.600 ca mắc mới trong cộng đồng và 260 ca tử vong. Quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan
hôm qua cũng có hơn 22.000 ca mắc COVID-19 mới. Giới chức Thái Lan đang cân nhắc gia hạn lệnh phong tỏa đang được áp dụng hiện nay. Trong khi đó, thành phố đông dân nhất Australia là Sydney đã quyết định siết chặt biện pháp phong tỏa, trong đó có cả quy định phạt mạnh tay các trường hợp vi phạm nhằm kiểm soát làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta gây ra. Iran hôm qua đã ban bố lệnh hạn chế mới nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 do số ca mắc và tử vong vẫn tăng mạnh. Trong khi đó, tại Nga, nước này ngày 14 tháng 8 đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo nhà chức trách Nga, trong 24 giờ qua, nước này có 819 người không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong lên gần 170.000 ca. Hiện tổng số ca bệnh tại Nga cũng đã tăng lên hơn 6,5 triệu người, sau khi có thêm hơn 22.100 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm mới theo ngày tại Nga hiện đã giảm so với thời kỳ đỉnh dịch vào tháng 7 vừa qua, thời điểm biến thể Delta lây lan mạnh ở nước này, trong khi tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 lại diễn ra chậm chạp. Đến nay mới chỉ có hơn 21% dân số Nga được tiêm đủ 2 mũi. Số liệu thống kê cho thấy trẻ em nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ tăng cao kỷ lục với 1.900 ca trong bối cảnh các bệnh viện ở khu vực miền Nam của quốc gia này đang phải gồng mình chống lại đợt bùng phát mới do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, biến thể Delta đang gây bệnh cho hầu hết những người chưa tiêm chủng và khiến số ca nhập viện gia tăng nhanh những tuần gần đây, trong đó số trẻ em phải nhập viện đã lên tới 1.902 ca. Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% tổng số ca nhập viện vì COVID-19. Giới chuyên gia Mỹ cảnh báo, đợt bùng phát COVID-19 lần này khác với năm 2020 và trẻ em sẽ bị ảnh hưởng. Trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với trẻ em, trường tiểu học ở nhiều bang của Mỹ đã quy định bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại lớp học trong tháng này. Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ còn lên tiếng ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho học sinh. Mỹ hiện ghi nhận trung bình khoảng 129.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày, tăng gấp đôi sau hơn 2 tuần. Số ca tử vong theo ngày cũng lên tới 600 người, gấp đôi tỷ lệ tử vong vào cuối tháng 7. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giới chức địa phương Afghanistan thông báo các tay súng Taliban đã chiếm được Mazar-i-Sharif, thành phố quan trọng cuối cùng của chính phủ ở miền Bắc. Người đứng đầu Hội đồng Tình báo cho biết, thành phố Mazar-i-Sharif dường như đã thất thủ mà không có giao tranh nổ ra và toàn bộ lực lượng an ninh đã rời khỏi Mazar-i-Sharif. Ngoài thủ đô Kabul, hiện quân đội chính phủ Afghanistan chỉ còn nắm giữ thành phố Jalalabad ở phía đông, gần biên giới Pakistan. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết dường như thành phố này cũng đã rơi vào tay Taliban. Một quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại Taliban sẽ tấn công thủ đô Kabul trong vài ngày tới. Trước diễn biến này, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ triển khai 5.000 binh sĩ tới Afghanistan để hỗ trợ công tác sơ tán, đồng thời cảnh báo lực lượng Taliban không đặt phái bộ và người Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Hiện nhiều quốc gia, mới nhất là Australia và Séc cũng đã bắt đầu việc sơ tán công dân và các quan chức ngoại giao ra khỏi Afghanistan. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, đã xảy ra một vụ xe bồn chở xăng dầu ở miền Bắc Liban. Hội Chữ thập đỏ Liban xác nhận vụ nổ làm ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 10 người bị thương. Theo hãng tin AFP của Pháp, các nhân viên Hội Chữ thập đỏ Liban cùng lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương tới cơ sở y tế gần nhất. Trong khi đó, hãng Sputnik News của Nga dẫn truyền thông địa phương đưa tin, con số thương vong trong vụ nổ lớn hơn nhiều, ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tiếp tục thông tin về vụ động đất tại Haiti xảy ra ngày hôm qua, khiến ít nhất hơn 300 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti cho biết không có người Việt nào thương vong trong thảm họa này. Đại sứ quán Việt Nam cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt Nam tại Haiti. Cộng đồng người Việt Nam sống tại đảo quốc này hiện có khoảng 60 người, chủ yếu làm việc tại công ty viễn thông liên doanh Natcom. Giới chức Haiti cho biết trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra tại khu vực cách thủ đô Port-au-Prince 150 km về phía tây với tâm chấn ở độ sâu 10 km, còn khiến khoảng 1.800 người bị thương, phá hủy gần 1.000 ngôi nhà cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác như nhà thờ, trường học, sân bay, cơ sở hạ tầng viễn thông. Thủ tướng Haiti ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vườn thú Thượng Hải vừa qua đã tổ chức sinh nhật 5 tuổi cho chú gấu trúc khổng lồ He Feng. He Feng đã rất vui vẻ thưởng thức chiếc bánh sinh nhật từ hoa quả do nhân viên vườn thú chuẩn bị cho tuổi lên năm của mình. Đón sinh nhật 5 tuổi, chú gấu trúc He Feng đặc biệt được nhận quà là một chiếc bánh sinh nhật làm từ hoa quả và một cây nến số 5 tượng trưng cho số tuổi của chú.
Cùng với các bạn của mình, Thế Phang đã rất vui vẻ thưởng thức chiếc bánh táo và chơi đùa trong không gian được vườn thú chuẩn bị sẵn. Trung bình độ tuổi trưởng thành của loài gấu trúc là từ 5 đến 18 tuổi. Bởi vậy, sinh nhật lần này đánh dấu giai đoạn trưởng thành của chú gấu trúc He Phang. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.